Rồi ok. Cái bài hôm trước ấy, thì chúng ta đã dựng ra cái khung của cái mô hình MVC cũng như là bắt đầu cài cắm một vài cái thư viện thông qua thằng Composer này. Thì tôi nhắc lại cái kiến thức từ đầu một chút về phần OOP, các thứ các bạn ôn lại trong cái bộ video của tôi. Cái thứ hai là chúng ta khi mà gửi request lên cho project này, chúng ta bắt buộc cái Apache nó phải điều hướng toàn bộ tất cả request về file index thông qua file dataset này. Được chưa? Đây là file config áp dụng cho Apache để nó định tuyến cái đường dẫn của chúng ta về một file nhất định để chúng ta xử lý logic cho nó dễ. Tiếp theo mở file index ra thì trong này chúng ta chúng ta có thể lấy được cái đường dẫn mà người dùng gửi lên là cái gì thông qua cái biến URL này bằng việc là chúng ta lấy cái $get URL. Được chưa? Thì nó sẽ tự chuyển đổi và nó sẽ gắn với cái biến URL này. Sau đó do chúng ta đã sử dụng cái composer cài cắm composer cũng như là sử dụng được namespace theo cái chuẩn autoload là PR4 thì chúng ta đặt tất cả cái việc require các cái file class ở trong project này vào trong file vendor autoload. Do đó ở file index này chúng ta chỉ duy nhất require cái file autoload thôi là chúng ta đã tiến hành require tất cả các class nằm trong cái thư mục app này rồi. Tất cả class nằm trong thư mục app này thì chúng ta đã đưa hết vào trong phần vendor autoload này rồi, chúng ta không phải làm gì thêm. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta có một cái require once của phần common database config. Thì cái này ấy, ý nghĩa của nó là gì ạ? Ý nghĩa của nó là chúng ta sử dụng cái thư viện setup và sử dụng cái thư viện Illuminate database để sau này chúng ta áp dụng cái database đó cho phần Eloquent. Eloquent là ở trong cái phần app model này. Sẽ dùng dùng ở đây. Đó. Do đó là bây giờ để dùng được cái Eloquent ấy thì chúng ta phải config cái database, cái kết nối đến database cho cái thư viện kia, cái thư viện Illuminate database ấy. Được chưa? Do đó là chúng ta phải có cái file database config này thì trong các cái model nó mới biết được nó sẽ kết nối đến cái database nào. Được chưa? Thì đấy là ý nghĩa của phần này. Tiếp theo phần bên dưới là chúng ta sẽ chia, nếu mà như tôi thì tôi sẽ gọi đây là định nghĩa ra các đường dẫn được phép sử dụng trong cái project này. Được chưa? Nhớ nhá. Đây là tôi định nghĩa ra các cái đường dẫn được phép sử dụng trong cái project này. Được chưa? Ví dụ đường dẫn này là tôi truy quy định này. Đường dẫn detail này, đường dẫn insert này, đường dẫn update này. Được chưa? Ngoài những cái đường dẫn đấy ra thì tôi sẽ hiển thị ra là echo là đường dẫn không tồn tại, tức là tôi không công nhận các cái đường dẫn khác, tôi chỉ công nhận những cái đường dẫn do tôi định nghĩa ra ở đây thôi. Được chưa? Thì đây nó là cái phần này người ta gọi là phần routing. Đây, phần này gọi là routing. Routing. Tức là định tuyến. Định tuyến này thì định nghĩa ra đường dẫn là một này. Sau đó là chúng ta tạo ra cái controller, cái instant controller, sau đó là chúng ta tiến hành là gọi đến một cái hàm nằm trong một controller thì tùy chúng ta. Đường dẫn của chúng ta có thể là đường dẫn ấy thì có thể được xử lý ở category controller hoặc là home controller hoặc là product controller. Thì cái việc đấy là tùy các bạn nhé, các bạn muốn làm nào các bạn làm, được chưa? Miễn làm sao nó thực thi được một cái controller cũng như là một cái phương thức nằm trong controller, được chưa? Mà nó phù hợp với cái module của chúng ta thì là ok, được chưa? Trong hàm controller thì chúng ta sẽ dựa vào model để có thể là thêm bớt sửa xóa lấy danh sách của cái dữ liệu ở trong database ra thông qua thằng thằng model này. Và tất nhiên mỗi cái model này ấy, thì chúng ta đều phải kế thừa thằng Illuminate database Eloquent model, được chưa? Thì với cái tài liệu của Eloquent model thì tôi đã hướng dẫn chúng ta rồi, chúng ta vào trong phần laravel.com sực đốc để chúng ta search cái phần Eloquent thì chúng ta sẽ có những cái phương thức ở trong đó chúng ta có thể sử dụng được. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái nội dung thứ ba về phần MVC này, cũng sẽ là nội dung cuối cùng của chúng ta, là chúng ta sẽ áp dụng cái view, một cái thứ gọi là view engine, được chưa? View engine cho cái project này để chúng ta xây dựng cái việc chúng ta code giao diện nó dễ dàng hơn cũng như là cái việc chúng ta xây dựng ra một cái layout. Khái niệm layout là gì để chúng ta tiến hành làm việc cho nó chuyên nghiệp hơn, được chưa? Thì để sử dụng được cái nội dung của trong bài ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ mở Composer ra, chúng ta check lại xem thằng chúng ta đã cài thằng Jasper Blade thì chưa. Nếu các bạn nào chưa cài thì tranh thủ cài vào, được chưa? Đây hướng dẫn của nó đây, Jasper Blade. Đây nó sẽ xây dựng ra cái engine
tức là cái công nghệ để sinh ra phần giao diện, sinh ra phần giao diện hỗ trợ chúng ta xử lý code nhanh hơn, được chưa? Và tài liệu của nó cũng nằm trong Laravel Blade rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vào trong cái đường dẫn của thằng Jensen Blade này để chúng ta tiến hành gọi là cái gì ạ, đọc tài liệu đây, github.com sượt Jensen sượt Blade. Đây. Đây. Standalone version of Laravel Blade templating engine. Templating engine, được chưa? For use outside Laravel. Được chưa? Đây là cái cắm này. Đây là hướng dẫn sử dụng này, US này. Thì đây. Cách dùng của nó rất dễ. Đầu tiên là trong cái class các bạn use cái Jensen Blade Blade. Blade bằng new blade, view cách echo blade make cái gì đấy, thế là xong. Rất đơn giản đấy thôi. Được chưa? Thì ở đây ạ, chúng ta sẽ tiến hành áp dụng nó cho tất cả các cái controller này. Tuy nhiên, chả nhẽ ở mỗi controller chúng ta lại phải viết cái hàm này, hay là thậm chí trong mỗi class chúng ta lại phải viết cái đống này, đúng không? Thì cái việc này không nên, do đó chúng ta sẽ lợi dụng các cái tính chất của thằng OOP để chúng ta làm cái việc đó. Và cụ thể ở đây là tính chất gì ạ? Tính chất kế thừa. Thì tôi ở trong cái controller này tôi tạo ra thêm một cái file nữa là base controller .pp. À, các bạn tạo giúp tôi. Ủa sao có? Có mấy đứa này. Rồi các bạn tạo ra giúp tôi cái file này nhá. Bay controller. Trong này thì mình đặt namespace cho nó app sược controller class bay controller. Chúng ta có một cái hàm là pop protected cho nó chuyên nghiệp, protected function render nhận hai biến là view và data. Data này tôi bằng một mảng rỗng. Đấy là tạo ra biến, tạo ra tham số có giá trị mặc định. Được chưa bạn ơi? Đâu rồi? Bọn này Được rồi thầy rồi, ơi. ok. Bây giờ tiếp theo mình sẽ sử dụng tiếp là use cái thư viện này vào. Use Jensen Blade Blade. Thì use chúng ta use ở đây nhá, use ở ngay dưới namespace ấy. Đừng use trong class. Use Jensen Blade Blade này. Sau đó ở trong cái nội dung của cái hàm á, cái hàm của mình thế này, mình tiến hành là blade bằng new blade view. View này thì chúng ta phải tính từ cái thư mục in, à, từ cái file index này lần thế nào đấy đến cái thư mục chứa view của chúng ta ấy. Đây cái thư mục này thì đường dẫn của chúng ta sẽ là gì ạ? Gì app sược view, được chưa? Đây chúng ta chấm này, chấm sửa và thêm cái thư mục này là thư mục tôi đặt là storage sở to ra nghe, tức là nó chính là cái thư mục này. Dạ, chính là thư mục này. Tiếp theo echo ở đây thì chúng ta chắc là cũng không cần phải gọi, thôi để echo để tí ở ngoài kia chúng ta xóa cái kia đi được. Echo blade make này, make cái gì, make cái file view này, make cái file view này đồ là view. Và cái data này thì chúng ta sẽ thay vào đây mũi tên in render.
Được chưa các bạn ơi? Thì bây giờ tôi sẽ nói qua một chút về cái logic của thằng này nhé. Đoạn này này, cái hàm này là để giúp cho tất cả các cái controller này nó kế thừa cái bay controller, thì để nó sử dụng cái hàm render này. Được chưa? Tiếp theo cái view này này, tức là các cái file mà chúng ta viết ở trong cái thư mục view ở đây, tức là đến cái đoạn mà category controller này, ví dụ như chúng ta thay cho cái việc echo này, thì chúng ta sẽ sinh ra cái giao diện nằm trong cái thư mục view này. Được chưa? Đấy là cái biến view. Còn cái data này, tức là chúng ta như trước ấy, là chúng ta include one thì chúng ta tạo ra biến nào đằng trước include đấy chúng ta được sử dụng ở view. Nhưng mà khi mà đã sử dụng kiểu dạng như thế này rồi, dùng blade này rồi, thì chúng ta phải bắt buộc phải gọi hàm render và truyền cái mảng mảng là data sẽ được sử dụng ở ngoài view ra, tức là dữ liệu của chúng ta không được dùng linh tinh nữa, chúng ta truyền ra đấy những cái thứ mà mình cần dùng thôi, chứ còn không được phép là dùng linh tinh ở ngoài kia. Được chưa? Thì cơ chế của nó, của thằng Blade View này hoạt động như nào, tí nữa chúng ta sẽ tạo ra các cái file là trong thư mục view này có đuôi là .blade.php, và cái cú pháp ở trong cái file blade.php đấy nó cũng khác so với cái file PHP bình thường như này. Được chưa? Thì cái thằng thư viện Gen2 Blade này nó sẽ dịch code từ file view.blade của chúng ta sang file code PHP thuần. Được chưa? Tất nhiên nó có những cái quy chế và quy định riêng của nó, thì các bạn cứ hình dung là nó sẽ dịch code từ file view sang một cái file PHP thuần, và cái file PHP thuần kia nó được viết trong cái thư mục storage này. Được chưa? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thử. Đây, tôi sẽ thử trước, nhưng mà trước khi thử thì tôi phải phân quyền được phép ghi ghi tạo file mới ở trong thư mục storage này cho cái máy này đã. Đây. Tôi sẽ là ghi là sudo. Tất nhiên là cái này chỉ diễn ra ở trên những cái máy nào nào là Linux thôi nhá. Chứ còn máy máy Windows của các bạn thì không cần. Sudo chmod cách trừ r cách 77 storage. Rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng. Trước hết là chúng ta sẽ mở controller ra, ví dụ như là home controller này chẳng hạn. Đây, home controller. Ví dụ như ở đây chúng ta đang return ra cái view này là view home page. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ không dùng cái đoạn này nữa. Product file. Bây giờ tôi để product own đi. Được chưa? Sau đó ở đây tôi sẽ tiến hành là đầu tiên thằng này nó phải tiến hành là extend cái bay controller đã, bay controller đã. Sau đó tôi tiến hành là $this mũi tên đến render. Được chưa? Ở đây tôi sẽ để là home page. Đây, ví dụ như là home page chấm index, và tôi truyền vào đây cái mảng product list item mũi tên đến đô la product này. Bây giờ các bạn viết cho tôi cái đoạn này đi, để code lên GitHub nha, chúng ta theo dõi.
Được chưa? Có theo được không? Có. Tiếp tục chưa? Vâng. Rồi. Bây giờ này, cái này nó sẽ khác biệt so với cách dùng bình thường một chút. Được chưa? Đây, cách dùng bình thường của chúng ta như này. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ không sử dụng cái file PP bình thường nữa. Các bạn nhìn ở đây nhá. Tôi có this render này, homepage.index. Thì cái file, cái dấu đằng sau, dấu chấm cuối cùng này, nó sẽ là cái tên file. Được chưa? Còn đằng trước này nó tên thư mục sau đến file bình thường. Thư mục chúng ta sẽ là ví dụ như để là homepage này, sượt index như này, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta không, cú pháp trong này nó khác, là homepage là thư mục này, chấm là index, hoặc nếu các bạn muốn dùng cái file không á, file index không á, thì chúng ta sẽ như này, viết như này. Nếu các bạn để index như này thì chúng ta sẽ phải tạo ra file là index.blade.pp như này. Được chưa? Còn nếu mà trong trường hợp các bạn đặt là homepage.index như này thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Đầu tiên tạo thư mục là homepage, được chưa? Trong thư mục homepage này chúng ta tạo ra file là index.blade.pp, đuôi là đuôi blade nhá, các bạn lưu ý homepage.blade.pp, homepage index.blade.pp. Sao cái nó trông cồng kềnh vậy đây? Nơi cồng kềnh nhưng dùng rất sướng. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta tạo nha. Bây giờ index này, trong cái file index này thì chúng ta sẽ code vẫn code HTML như bình thường. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái thứ khác, đây là homepage chẳng hạn. Ví dụ ở trong này chúng ta có table, vẫn code HTML, nhưng cái code HTML của chúng ta không thay đổi. Được chưa? Thế giống như là th ID, th name. Được chưa? Ví dụ tôi lấy hai cột này thôi, thôi thì ba cột, price. Được chưa? Bây giờ có tr, t body, t body,
dưới này. Thì bà điện đây. Chúng ta sẽ dùng for x để sinh ra các thẻ TR này đúng không ạ? Nhưng bây giờ với cú pháp của Gensler Blake thì chúng ta sẽ có như sau. A cộng for x. Dạ. A cộng for x. Và cái các bạn để ý nhá, ở trong này chúng ta có cái mảng này. Mảng list mảng này có phần tử list item và có giá trị là product. Được chưa? Thì bây giờ cái biến chúng ta sẽ sử dụng ở ngoài view ấy, thì tên biến sẽ là list item. Và giá trị của nó sẽ bằng giá trị của thằng product này. Thì đây, tôi sẽ viết là for đô la list item s ro. Được chưa? A cộng n for. Và trong này chúng ta có cái tr. Trong tr có td. Td này thì echo, echo của nó sẽ như này. Thì đây là lệnh echo. Được chưa? Ví dụ đây pro mũi tên đến id, pro mũi tên đến name và pro mũi tên đến price. Chúng ta sẽ xem output. À, trước khi xem output thì chúng ta phải sửa lại cái phần index này. Chúng ta không sử dụng echo nữa, không dùng echo nữa mà chúng ta gọi thẳng cái tên hàm index này được. Tất cả những cái từ echo ở trong này chúng ta sẽ tiến hành là xóa đi. À, chỉ có mỗi thằng cuối cùng này chúng ta echo. Đó, reload trang nhé. Localhost sửa PT14312 MVC. Đây, chúng ta thấy nó ra tập dữ liệu. Đúng chưa? Nhưng mà cái code của chúng ta ấy, không còn có cái đoạn đóng mở ngoặc PHP ở trong các file view nữa. Đúng không? Ví dụ như ở đây là chúng ta phải đóng mở ngoặc PHP này. For x này, sau hai chấm này, đóng PHP này, sau ở đây lại mở PHP này, end for x này, đóng PHP này. Đoạn này là mở PHP bằng đóng PHP này, đúng không? Chúng ta thấy cái code nào nó sẽ dễ dùng hơn? Của thằng Blade này nó sẽ dễ dùng hơn rất là nhiều. Được chưa? Tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn đọc những cái cú pháp như này ở đâu ra. Các bạn cứ làm để cho nó chạy được đi ạ. Và các bạn sẽ nhìn đây này. Thằng Laravel Blade, thằng Gensler Blade này nó sẽ tiến hành là dịch cái code ở file Blade này chuyển thành code PHP thuần và trả lại cho người dùng. Nhưng mà nó chuyển về đâu và trả như nào? Thì nó dịch cái file này trở thành cái file này nằm trong storage, đây là code PHP thuần. Đúng chưa? Đây. Đây là code PHP thuần. Thì đấy là và cái file thực sự trả lại cho người dùng nó chính là cái file này. Nhưng còn file này chúng ta viết code cho nó nhanh thôi. Thì đấy với người vì sao người ta gọi là enzyme. Của em nó không tự sinh ra file storage thì làm sao đấy? Em dùng hệ điều hành gì? Win ạ, Windows. Thế vậy thì sai đường dẫn. Sai đường dẫn là đoạn nào? Ơ, ông có nghe đâu. Ông mở, ông share màn hình như nào. Vừa nãy vừa nói xả xong. Cái chỗ nào là cái chỗ config để cho nó sinh ra thì là sai ở chỗ đấy chứ làm sao nữa. Ông còn chưa lưu file kìa. Bay controller không thèm lưu, index.php không thèm lưu. Vậy chạy vào mắt à? Index blade kìa, không vin không lưu kìa. Em đang viết mà em chưa ấy xong. Thế mà đã kêu nó không xin. Đây em thấy có thầy gói trước rồi, bắt đầu nó mới chạy mà. Ôi dồi ôi. Phải xong cái for x mới sinh ra được chứ. Ông ngáo ngơ à? Vâng, để em lấy. Cái thư mục storage tôi tạo ra từ lâu rồi. Không tạo ra thì làm sao mà viết vào đấy được. Xem không xem, theo dõi không theo dõi, làm bữa ba vẫn không hỏi mà hỏi vì sao lỗi.
Được chưa các bạn ơi? Nói qua một chút về cái thằng tài liệu của thằng Blade này nhá. Thì tài liệu của Blade của chúng ta ấy, thì nó nằm ở đây này. Nó nằm ở Laravel Blade này. Đây, chúng ta sẽ vào laravel.com sực đốc này. Chúng ta sẽ vào phần front end, phần Blade template. Dạ. Cái phần define layout này tí nữa chúng ta sẽ học nhé. Bây giờ chúng ta đến những cái thứ cơ bản trước. Thì đây, ví dụ trong Laravel Blade thì chúng ta khi mà trả ra một cái giao diện ấy, cái gọi cái hàm render ấy, thì cái tham số đầu tiên của cái hàm đó nó sẽ là cái tên của view hoặc là cái đường dẫn đến cái file view. Được chưa? Tiếp theo là cái tham số sẽ được hiển thị ở ngoài cái giao diện kia. Được chưa? Vì sao nó đặt ở đây là cái mảng? Bởi vì chúng ta phải truyền, có thể truyền được ra 1, 2, 3, 10, 100, 1000 các cái biến khác nhau ra ngoài cái view kia. Được chưa? Thì ở đây của chúng ta là cứ cái key và value này, thì key sẽ là tên biến tồn tại ở phía file view, còn key này nó sẽ là cái giá trị của cái biến đó. Được chưa? Ví dụ như ở đây tôi mới truyền ra cái biến là list item này. Các bạn nhìn ở đây, tôi truyền ra cái biến là list item. Và giá trị của nó bằng cái biến product. Đây đúng không ạ? Nhưng mà nếu như bây giờ tôi cố tình sử dụng một cái biến chưa được truyền ra ngoài, tức là ví dụ như tôi để hiển thị đây là cái echo tầm ở đây chứ. Đây, tôi truyền là echo một cái biến là name. Chắc chắn là nó sẽ báo lỗi hoặc là không hiển thị gì cả, đúng không ạ? Hoặc là tôi tiến hành là code PHP ở trong này, tôi tiến hành là a còng PHP và a còng NPP đây rồi. Chúng ta tiến hành là vadam biến dollar name này thì nó sẽ báo null ngay, bởi không có dữ liệu mà, được chưa? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp cái hôm này chúng ta truyền cái biến name ra ngoài, name bằng pt14312 trừ web, dạ, thì cái name này nó sẽ là cái biến được tồn tại ở ngoài cái file view này. Đây chúng ta xem đây, string pt14312 web, được chưa? Thì đấy là cái cơ chế hoạt động ở trong này của chúng ta là render, thì đây là file view này, cái file view và đường dẫn đến file view. Tất nhiên là cái home page này là cái thư mục nằm trong cái thư mục view, chúng ta có thể tạo ra các thư mục khác, được chưa? Còn cái index đằng sau dấu cái text đằng sau dấu chấm cuối cùng ấy, thì đây nó là tên file view, được chưa? Ví dụ như ở đây index thì chúng ta phải tạo ra một cái file tên là index.blade.php, còn đây là dữ liệu sẽ được truyền ra ngoài giao diện, được chưa? Thì đây nó là cái cơ chế hoạt động của chúng ta, cứ thế chúng ta dùng cái này thôi, được chưa? Đây, lại null. Và bây giờ chúng ta ngoài này chúng ta sẽ bỏ nó đi, được chưa? Thì đấy nó là cái đầu tiên để chúng ta có thể là sử dụng được cái view kia, được chưa? Còn để hiển thị được cái text, cái giá trị của cái biến truyền ra ngoài ấy, thì chúng ta sử dụng cái cặp dấu ngoặc nhọn. Thì đây tương đương với câu lệnh echo HTML entity. Vì sao lại tôi lại gọi là echo HTML entity? Bởi vì như thế này. Ví dụ như ở đây tôi sẽ echo ra một cái biến là content đi. Được chưa? Biến là content đi. Content. Ví dụ thế. Ở trong này tôi truyền ra một cái đoạn text như sau. Content bằng ví dụ như là H2 hay là Hello World, được chưa? Rõ ràng cái text này nó là một cái code HTML, đúng không ạ? Nó là cái code HTML. Nhưng mà bây giờ khi mà ra ngoài này hiển thị, các bạn sẽ thấy là nó là output ra là toàn bộ là text hết, được chưa? Cái việc này để ngăn cái lỗi là XSS, tức là chạy cái code HTML trực tiếp trên trang HTML, nó ảnh hưởng rất nhiều thứ. Đây, ví dụ như tôi sẽ viết một thẻ script ở đây. Script
tôi đơn giản là alert 123 thôi. Đơn giản như này thôi. Thì đây chúng ta sẽ thấy là nó ra hẳn cái dạng script. Tuy nhiên nếu mà chúng ta thay đổi cái ký tự này thành hai dấu chấm. Đó, bây giờ chúng ta coi alert 123 và hello world nó chuyển thành trạng thái 2. Dạ. Thì đây nó là hai cái hoàn toàn khác nhau nhé. Khi như bình thường chúng ta chỉ hiển thị dữ liệu bằng cách là hai dấu hoặc nhọn này thôi. Tuy nhiên nếu mà cái đoạn nào, cái đoạn dữ liệu nào các bạn mà được chuẩn bị content nội dung á bằng cái text editor, ví dụ như TinyMCE hoặc là cái CK editor, thì dữ liệu được lưu ở trong database ấy, thì nó đúng là nó sẽ lưu kiểu dạng các thẻ HTML luôn, nó lưu thành các thẻ HTML. Do đó để hiển thị ra nội dung thì chúng ta phải sử dụng cái ký tự như này. Đây là echo bình thường, còn đây là echo HTML entity, tức là nó sẽ hiển thị ra toàn bộ nội dung chuyển thành text hết. Còn thằng này là nếu mà text, cái nội dung text đấy nó là HTML thì nó sẽ áp dụng cái thẻ HTML, những cái thẻ HTML này cho cái trình duyệt. Được chưa? Thì đến những cái này các bạn lưu ý. Thế vậy khi nào chúng ta dùng cái đoạn này? Khi là cái nội dung là content do người dùng viết và có format. Format ở đây là gì? Bôi đậm này, in nghiêng này, xuống dòng này, căn giữa này. Được chưa? Thì đấy là những cái thứ mà chúng ta cần phải sử dụng cái câu lệnh này. Được chưa? Còn nếu không bình thường chúng ta cứ dùng cái này. Được chưa? Bởi vì cái này khi mà sử dụng nó rất là nguy hiểm. Đặc biệt là những cái content do người dùng tự nhập lên. Cực kỳ nguy hiểm. Do đó chúng ta hạn chế sử dụng cái này. Được chưa? Thì đấy nó là cái cách hiển thị data. Cách hiển thị data của thằng Jensen Blade này. Tạo file, truyền data ra. Được chưa? Có hình dung được không các bạn ơi? Đâu rồi? Hả? Có hình dung ra được những cái công việc cần phải làm không? Hay là nhanh quá? Chưa hình dung ra được mấy ạ. Thế bây giờ nhá, đang làm đến đâu rồi? Đã đến cái xong cái đoạn này chưa? Xong đoạn này rồi ạ. Rồi, bây giờ tạo thư mục này chưa? Tạo luôn rồi ạ. Tạo rồi cái gì? Dạ vâng. Bây giờ mở home controller ra. Mở chưa? Mở rồi ạ. Ok đây, các bạn extend giúp tôi cái file bay controller. Được chưa? Được chưa? Được rồi ạ. Rồi, bây giờ nhá, bởi vì do cái hàm render này thì chúng ta đã định nghĩa nó ở trong cái base controller rồi đúng không? Đây này. Nên là cái class home nó extend thằng này thì nó được dùng đúng không? Đúng chưa? Tính chất đến chưa? Được chưa? Trong hàm render này nó yêu cầu hai tham số thì chúng ta tạo ra file đi. Chúng ta viết vào đây là đường dẫn đến cái file blade. Thì ở đây các bạn tạo cho tôi trong thư mục view này, tạo thư mục homepage, tạo ra file index.blade.php. Bây giờ làm luôn đi. Được chưa? Được rồi ạ. Rồi, tham số thứ hai của chúng ta là một cái mảng. Đây, chúng ta viết mảng thế này. Thì có list item, tạo ra tham số là list item bằng với cái biến product ở phía trên này. Biến product thì lấy bằng cái model product 2.2.all là lấy toàn bộ dữ liệu ở trong database ra đúng không? Vâng. Rồi. Xong đến đây chưa? Xong đến đây rồi ạ. Ok, xong đến đây rồi, được chưa? Thì bây giờ chúng ta tạo ra cho tôi cái file index.blade này đi. Chúng ta viết lại cái file HTML này.
thay cái, hoặc là các bạn nếu mà có sẵn code rồi thì các bạn có thể copy vào thay cái đoạn for x bằng cái ký tự này, được chưa? End for x đây, các cái lệnh echo nó ở đây, xong rồi chạy thử xem có bị lỗi không. Lỗi ạ? Lỗi lỗi gì? Nó bảo cái lỗi ở cái đoạn store kết vậy ạ. Mở mở code ra nào, mở màn xem màn hình ra nào. Đây, đây, đợi tí em xem này. Em mở cái thư mục storage ra. Dòng 16. Chẳng nhìn thấy cái gì cả. Dòng 16. Em mở cái file index blade ra. Từ từ nha. Em nhìn thấy cái list item không? Dạ có. Em đang để dấu thăng đấy. Ồ. Tên biến phải là dấu đô la. Lưu xuống. Của em được rồi nhưng mà nó không xuống dòng thầy. Anh cảm ơn ạ. Được chưa? Cường cho đi em ơi. Tự nhiên tay như nào lại ấn lại dấu thăng. Đâu rồi Cường? Dạ đây ở đây em tí ạ. Nó lại không xuống dòng là như này nhỉ? Tôi hiểu. Đây nó bị như này. Cái này dễ mà, em do em chưa đặt cái TR vào trong cái for x. Từ từ nha, đi em xem nào. For x a cộng for x list item s TRO. Ôi giời ơi ông Cường ơi, ông làm gì có thẻ table ở ngoài cùng đâu. Ông thấy TS kìa không? À nhầm ạ. Ông thiếu trả table. Dạ vâng. Viết vào xem nào, cứ không phải tắt đâu, cứ viết đi. Viết luôn đi. Rồi cắt cái đoạn đóng table nhé, dưới cùng. Lưu xuống. Được rồi. Được chưa, còn ai vấn đề nữa không? Rồi tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ nhúng cái bootstrap vào đây. Chúng tôi sẽ vào get bootstrap này. Nhúng cái link của thằng get bootstrap vào. Đây. Paste vào đây. Được chưa? Và tôi sẽ đặt một cái navigation ở trên này. Nav. Đây tôi có beep. Beep controller. Trong cái beep controller này tôi có cái table này. Dạ, table này có class là table. Cái table trừ sweeper. Ví dụ thế. Đây thì bây giờ giao diện của mình nó sẽ như này. Dạ. Bitcoin container, xin lỗi các bạn, không phải controller nhé. Nhầm, tôi nhầm đấy. Được chưa? Đây là cái table của chúng ta. Tiếp theo là tôi đi copy một cái navigation. Navigation của nó. Đây. Đơn cử như là nav này. Đường dẫn là về cái đường dẫn là trang chủ, đường dẫn sườn này. Đây, từ từ đã, tôi sẽ để đây là gì nhỉ? Bây giờ cái đường dẫn mới khổ rồi này. Đường dẫn là chấm sườn, đây là trang chủ. Trang chủ này. Đây là quản lý khách sạn đi, quản lý sản phẩm. Tiếp theo đường dẫn là phần sườn là S product.
đây là thêm sản phẩm. Tiếp theo đây là category danh sách, quản lý danh mục. Đây là thêm danh mục. Thằng dưới nó xóa đi. Ví dụ như này, bây giờ sẽ gửi code cho các bạn đây. Chúng ta coi như có cái menu như này, đúng không? Đây là trang chủ này, thêm sản phẩm này, quản lý danh mục này, thêm danh mục này. Ví dụ thế, thì dạ, coi như có cái menu. Bây giờ tôi sẽ gửi cái đường dẫn này cho các bạn nhé. Để GitHub đây, để GitHub cho các bạn copy cho nhanh. Đọc chút Git ignore đâu nhỉ. Đây Git ignore đây. Rồi đây, cốt lên rồi nhé, các bạn đi copy lại cho tôi cái đoạn navigation vừa rồi. Đấy, và copy giúp tôi cái đoạn navigation ở trong này. Và nhớ copy cả cái đường dẫn của Bootstrap nhé. Được chưa? Các bạn ơi. Được rồi, thế rồi. Ok, bây giờ nhé. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đường dẫn mới là cái đường dẫn Add Product đi. Được chưa? Tạo ra đường dẫn Add Product đi. Thì mình sẽ làm như nào? Đầu tiên, kiểm tra trong file index xem có cái đường dẫn Add Product chưa. Đúng không? Có chưa ạ? Đây. Có rồi. Đúng chưa? Có cái Product Controller và hàm Add Form. Đúng chưa? Các bạn hoàn toàn có thể chuyển cái hàm add form này sang cái controller nào các bạn muốn, ví dụ như home controller, tùy các bạn nhé. Được chưa? Nhưng mà ví dụ như ở trong cái bài của tôi, hiện tại tôi đang sử dụng product controller và hàm add form. Được chưa? Thì tôi mở cái hàm này ra. Được chưa? Mở cái hàm này ra. Thì bây giờ ở trong cái hàm này á, thì tôi chưa kế thừa cái base controller, bởi vì cái hàm add form này nó sẽ trả cho tôi một cái giao diện, đúng không? Trả cho tôi cái giao diện mà hiển thị cái form để thêm sản phẩm. Đúng không?
Thì ở đây tôi sẽ viết là tôi kế thừa extend cái main controller. Main controller. Ở trong cái hàm S-form này thì cái giao diện của tôi nó sẽ bao gồm các cái phần thành phần thông tin của để tạo ra một cái sản phẩm mới, đúng không ạ? Ví dụ như nào? Đây, sản phẩm đây. Thì là name này, ID này, name này, ảnh này, get ID này, price này, short description detail. Được chưa? Star. Được chưa? Thì đây là những cái view, những cái thông số mà tôi sẽ cần phải tạo ra. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ phải làm nào đấy để tạo ra được một cái giao diện để cho người dùng thêm tất cả những cái thứ này vào, đúng không? Bây giờ tôi làm nào? Đầu tiên, ví dụ như là cái get ID này, tôi có phải chuẩn bị data để truyền ra ngoài view không? Có không? Không. Sao lại không? Vì sao? Các bạn định điền dữ liệu vào? Các bạn lựa chọn dữ liệu cho cái view này kiểu gì? Làm thế nào? Đây nhá. Đây ví dụ như sau. Ví dụ như tôi sẽ có một cái giao diện, thì trong giao diện cái dòng giao diện của S-form nó sẽ thế nào, đúng không? Tôi xem nó có cái nào không. Có. Đây ví dụ như này đi. Đây. Cái giao diện của tôi. Cái field đầu tiên. Đây text này. Cái field đầu tiên của tôi nó sẽ là tên sản phẩm, đúng không? Này đúng không? Tên sản phẩm này. Đúng không? Vâng. Rồi. Cái thứ hai. Đây, cái thứ hai sẽ là gì ạ? Là gì? Đấy, chỗ này này. Đây, này đi. Email. Danh mục này. Sản phẩm này thuộc một cái danh mục nào đấy đúng không? Vâng. Rồi, tiếp theo. Đến cái price, giá. Đây. Đây. Giá sản phẩm. Được chưa? Xong rồi đến cái gì? Mô tả ngắn. Mô tả ngắn thì cái này nó sẽ là một cái text area, đúng không? Dạng như này. Được chưa? Xong rồi tôi sẽ có thêm một cái nữa. Đây, ở bên này. Để tôi đặt đây đi. Đặt đây đi. Là ảnh của sản phẩm. Đúng không? Đây là một cái input. Input đây là browse, đây là input time file, đúng không? Dạ, yeah, input time file nó sẽ trông như này. Đúng không? Tiếp theo là cái dòng cuối cùng của tôi là cái phần star view và detail. Đúng chưa? Đây tôi sẽ bê thằng này lên. Đây. Đây là số sao star đánh giá sao. Yeah. Đây là sẽ là số lượt view. Này. Và cuối cùng là tôi sẽ có một cái mô tả chi tiết.
biên. Đây. Thông số chi tiết. À, bây giờ tôi sẽ có hai cái button ở đây đúng không? Lưu và hủy. Đây. Có phải cái giao diện thêm mới sản phẩm của tôi nó sao trông như này đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Ok, thì bây giờ cho bạn đọc cho tôi cái thẻ này nó là thẻ gì nhá. Được không? Ví dụ như ở đây này, cái phần ảnh sản phẩm này nó là thẻ gì ạ? Input type bằng file. Rồi, ok. Thế vậy tên sản phẩm là input gì? Text. Đấy, đúng không? Danh mục là gì? Select option. Select option, đúng rồi. Tại sao lại là select option? Ở vì nó có mấy cái danh mục kết nối đến cái bảng danh mục kia. Không, nó ghét từ ảnh ra cái select option. Nó sẽ ghét ảnh ra, à nó sẽ ghét được text của text danh mục ra. Sao? Đúng. Còn ai có ý kiến gì không? Select option đúng nhá. Nhưng mà vì sao thì chưa giải thích được. Vì nó sẽ kéo từ ID danh mục, nó sẽ kết nối với bảng danh mục. Chẳng hiểu mẹ gì. Em giải thích cũng. Nào. Có ai có dễ dàng hơn không? Bởi vì bây giờ nhá, nếu mà để input bằng text đúng không? Ví dụ để input bằng text thì chúng ta sẽ điền số vào à? Hay điền cái gì vào? Thế được. Điền số vào thì chúng ta không đảm bảo được là những cái số đấy nó khớp với cái ID ở trong cái bảng danh mục. Đúng chưa? Cho nên chắc chắn không được bao giờ được phép để là input text hay input number. Tóm lại không phải là text, input. Dạ. Để text area càng không được. Bởi vì nó cũng không khác gì thành input kia. Mà còn lại còn khó kiểm soát hơn. Dạ. Chỉ có thể là để hai cái, một là radio button. Nhưng mà radio button thì chúng ta phải foix ra mỗi một cái thẻ, mỗi một cái danh mục là một cái radio button, như vậy thì diện tích nó chiếm rất là nhiều. Đúng không? Và người dùng tìm kiếm rất là khó. Dạ. Option thứ hai là chúng ta sử dụng cái gì ạ? Select option. Với cái text hiển thị là tên danh mục và với cái value của option là ID của danh mục. Thì có vẻ cái phương án select option này là phương án tối ưu nhất. Do đó chúng ta sẽ sử dụng ở đây là select option. Được chưa? Tiếp theo, cái này là gì ạ? Giá thì ta sử dụng thẻ gì? Giá dùng thẻ gì? Number. Input type number. Được chưa? Cái phần mô tả ngắn này dùng thẻ gì? Text area. Text area. Số lượt view dùng cái gì? Số lượt view này. Số lượt view này. Dùng number. Đúng rồi, input type number. Đánh cái rating này thì dùng cái gì? Select box. Sai. Select option. Sai. Sai ngoài đấy. Input type number luôn. Biết vì sao nó này phải có hiển thị hai cái thông số này vào đây không? Không ạ. Tức là để người dùng tức là người quản trị viên người ta sửa được luôn ấy. Biết vì sao? À. Khi mà ví dụ mà có một sản phẩm mà bán chạy là số lượt view cao thì người quản trị sẽ kéo được lên trang đầu đúng không ạ? Đâu, cái đấy là nó tự tăng lên trang đầu đấy chứ. Chứ người dùng cần gì phải tác động. Sao? Không ai giải thích được. Bây giờ nhá. Ví dụ như tôi có một cửa hàng bán giày. Đúng chưa? Tôi nhập 100 đôi giày, 100 loại giày khác nhau vào. Tất nhiên trong 100 đôi giày đấy nó sẽ có những cái loại đôi giày là nó bán chạy. Thì người dùng xem nhiều thì nó sẽ bán chạy đúng không? Đúng không? Nhưng mà nếu đến một lúc nào đấy cái đôi giày bán chạy kia tôi bán gần hết rồi. Bây giờ tôi muốn bán những cái đôi loại giày còn lại của tôi
thì tôi làm thế nào? Bởi vì cái loại giày bán chạy kia nó luôn luôn ở trên trang chủ, nó luôn luôn ở top đầu, tôi không thể nào dìm nó xuống để cho những thằng khác lên được, đúng không? À, do đó tôi phải fake dữ liệu, hard code, được chưa? Có thể là lượt view của nó chỉ khoảng 10-15 lượt view cho những cái đôi giày mà nó bán không chạy thôi, và rating của nó có khi là nó chỉ là 1 sao 2 sao thôi, nhưng mà tôi muốn nó được người dùng tiếp cận nhiều hơn, tôi tăng cái số lượt view của nó lên 5 triệu. Được chưa? Ăn đứt cái số lượt view của thằng bán chạy kia. Rating của nó đang trung bình là 1,5, tôi tăng lên 3, tôi tăng lên 4. Bây giờ ai cấm được tôi? Tôi là chủ cửa hàng mà, tôi phải có chiến lược kinh doanh riêng của tôi chứ, đúng không? Do đó hai cột này đưa vào đây là để fake dữ liệu, để kích cầu người dùng mua hàng, để kích cái lượng người dùng có thể tương tác với các sản phẩm của tôi, để tôi làm sao ạ? Tối ưu hóa được cái gì? Tối ưu hóa được cái gì? Cái việc kinh doanh của mình. Được chưa? Hiểu vấn đề này không? Đâu hết rồi? Hiểu ạ. Đây, bây giờ nhá, để chuẩn bị được data phục vụ cho cái giao diện này thì chúng ta cần chuẩn bị những cái dữ liệu gì? Cần chuẩn bị những cái dữ liệu gì? Có phải chuẩn bị sẵn tên sản phẩm không? Không, cần phải fake được. Cần phải fake làm sao được? Người dùng insert vào mà, đúng không? Cái này chúng ta có phải chuẩn bị dữ liệu sẵn để hiển thị ra ngoài màn hình này không ấy? À, có ạ. À, có làm sao được? Ông chuẩn bị cái gì? Chẳng có chuẩn bị gì cả. Bây giờ ý này là người dùng sẽ nhập vào ý ạ? Đúng rồi, người dùng nhập vào, còn cái nào là hệ thống chẳng có sẵn. Dữ liệu của danh mục ạ? Đó, thì chuẩn bị dữ liệu của danh mục, có phải chuẩn bị giá sản phẩm không? Không ạ. Cái này, tất cả những cái còn lại thì không cần, chỉ chuẩn bị sẵn ra danh sách tất cả các danh mục trong hệ thống này thôi, đúng chưa? Vâng. Để làm ra các giá trị và các cách hiển thị cho cái select option. Đúng không ạ? Thì bây giờ để sinh ra được cái màn hình đấy, thì chúng ta cần phải lấy toàn bộ, lấy dữ liệu từ bảng danh mục ra, đúng không? Để lấy được cái dữ liệu từ bảng danh mục thì chúng ta phải gì ạ? Views, app, sược, model, sược, category này, dạ. Sau đó chúng ta có biến kết bằng category gì ạ? Hai chấm gì? Hai chấm on. On, đúng rồi. Sau đó chúng ta sẽ làm sao ạ? Giờ làm sao? Đô la this. Render. Ra màn hình chúng ta phải giúp em rồi. Được chưa? Để đây là product đi. Chấm index, à chấm form. List. Form. Add form được. Add to form. Được chưa? Và dữ liệu chuyển ra ngoài là mảng này. Đây là list item. À, list item nữa. List kết. 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 Đô la kết gì? Được chưa? Vâng. Thì bây giờ tôi đã đạt được mục đích là tôi sinh ra một cái file view này, tôi truyền ra tập danh mục ra ngoài view này, đúng không? Vâng. Rồi, ok, bây giờ làm gì tiếp? Đến đây rồi, giờ làm gì tiếp? Tạo file tên là. Rồi tạo đâu? Tạo view homepage. View này, view homepage à? À, không, tạo thẳng ra ngoài view thôi. View này, xong sao nữa? Bây giờ làm gì? Tạo chuẩn phải này, tạo file hay tạo thư mục? Tạo thư mục. Tạo thư mục. Product. Rồi, sao nữa? Adform.php ạ. Tạo ở đây hay ở đây? Tạo ở product ạ. Product, chuẩn phải, new file. Gì? Adform. À, không phải chấm .php đâu, chấm cái blade nữa. Chấm .html. Chấm blade nữa. Chấm .php. HTML cái gì? HTML 2.5 ạ. Vãi cả HTML 2.5. Đây, tôi copy toàn bộ nội dung của file đây chưa? Vào đây được chưa? Vâng. Rồi, bây giờ tôi thay thế, tôi xóa cái nội dung của table đi đúng không? Vâng. Đây. Thay nội dung của table đi. Sau đó tôi tạo ra một cái form đúng không? Vâng ạ. Rồi, kẻ form. Action bằng chấm sược save
product xếp s trừ product. Method, method là gì? Get report. Port ạ. Vì sao là port? Tại vì nó là thêm dữ liệu. Thêm dữ liệu là sao? Get thì không thêm được dữ liệu à? Get là lấy dữ liệu. Bài nó gửi dữ liệu từ form. Đều là gửi thôi. Cái nào là gửi dữ liệu lên? Bây giờ tại sao lại là get, tại sao lại là port? Chết rồi, ăn cứt rồi. Quên hết rồi. Lấy rồi. Lấy rồi. Nào, đây nhá. Cái này bắt buộc phải là post. Vì sao lại là post? Cái này nhìn trong form này. Nhìn thấy cái này không? Có ạ. Cái này là input gì? Input loại gì? File à? File là file đúng không? Tức là nó sẽ up một cái tài nguyên lên. Đúng chưa? Up một file ảnh lên server đúng không? Vâng. Thì bắt buộc khi mà chúng ta up file ảnh ấy, up file ấy, thì bắt buộc method phải là post. Method get không up được. Được chưa? Đây là một trong những cái mà phân biệt giữa get và post nhá. Nên là khi đi phỏng vấn, người ta sẽ hỏi câu là method loại get khác, à, get khác với method loại post như thế nào. Thì chúng ta phải nói ra cái thứ nhất, get nó sẽ đưa cái dữ liệu ở trong form lên trên đường dẫn. Người ta gọi cái dữ liệu đấy là query string. Được chưa? Query string là cái gì? Là cái này này. Hỏi chấm name bằng name đâu nhỉ? Name bằng kiện ph và s bằng 23. Ví dụ thế. Thì cái đoạn này bắt đầu dấu hỏi chấm này nó là query string. Một tham số trong query string name, đây tên là name, giá trị bằng kiện. Giá tham số thứ hai s, giá trị bằng 23. Thì đây gọi là cái query string, được chưa? Đó nhá, query string. Query string. Được chưa? Tham số đường dẫn. Được chưa? Đấy là cái việc là gửi data từ method dạng get lên trên server thì nó sử dụng query string. Còn cái method dạng post thì nó gửi lên bằng cách nào? Nó gửi lên bằng form data. Nó gửi lên bằng form data thì cái form data này nó nằm ẩn ở trong request, nó không hiển thị lên trên đường dẫn, nó ẩn đi. Được chưa? Và người dùng sẽ không nhìn thấy cái dữ liệu đấy ở trên đường dẫn mà phải vào cái network ở trong cái developer tool thì mới xem được. Được chưa? Đấy là cái hai cái sự khác biệt về việc truyền dữ liệu. Được chưa? Một cái thì lộ thiên, một cái thì ẩn đi. Được chưa? À, hình như ngày xưa em cũng học hình như là cái post, hình như là nó là không, thầy Ngọc ạ. Thế à? Rồi ok, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, get và post khác nhau ở đâu nữa? Method dạng get không bao giờ up file lên được server. Được chưa? Nó không bao giờ được phép up file lên server. Mà chỉ có method dạng post thì mới gửi được file lên server thôi. Được chưa? Nhưng tuy nhiên dùng method dạng post rồi nhưng mà vẫn phải có thêm một thuộc tính là encrypt file bằng multipath form data thì mới được phép gửi file lên server. Đấy là hai cái sự khác nhau giữa method dạng get và method dạng post. Được chưa? Ghi vào, nếu cần thiết thì lấy giấy bút ghi vào hoặc ghi nháp vào đâu đấy vào, không thì không nhớ đâu. Được chưa? Rồi, tiếp theo ở trong này chúng ta có vẽ giao diện. Bây giờ tôi sẽ viết giao diện rất là nhanh thôi bởi vì các bạn có thể xem lại được video này. Keep row. Keep -6. Thế nếu mà bỏ ghim ra thì nó có ghi được màn hình không? Cái gì? Tại vì thầy đang, em đang phải ghi màn hình này. À, chết rồi. Tôi quên mất nãy có bạn nào share mà tôi không present lại. Không biết đâu, không nhớ cái này. Để chưa biết để giờ làm lại. Đây, con 6 này. Form. Group này. Tên sản phẩm, đây là cái cột tên sản phẩm đúng không? Đây tôi có input time take, có cái name. Đặt cái giá trị name này nó trùng với giá trị của cái cột name ở trong cái product nhá. Tên ở đây là name thì cái tên ở đây, cái giá trị của thuộc tính name này cũng là name. Được chưa?
hay một cái đây là gì nhỉ? Đây là danh mục. Danh mục thì lúc nãy chúng ta nói rồi, chúng ta sẽ sử dụng select option. Select có name bằng kết gạch dưới ID. Kết gạch dưới ID. Pass form to control. Select thì bây giờ chúng ta sẽ có các cái a còng for each đây là cái biến kết lúc nãy s thì tôi viết tắt là ca đi dạ. Sau đó trong này chúng ta sẽ có là option value thì value ở đây chúng ta sẽ hiển thị ra là $CA mũi tên đến ID và đây là hiển thị giá trị $CA mũi tên đến kết name. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem cái giao diện luôn, làm đến đâu xem bên đấy. Tên sản phẩm này đây đúng chưa, tên sản phẩm thì không có gì là đúng rồi, t-shirt đây đúng chưa? Lấy được dữ liệu ra rồi. Tiếp theo cái mẹ gì? Giá sản phẩm đây thì lại có giá sản phẩm input type bằng number name bằng price yeah. Dưới là gì ạ? Mô tả ngắn thì kiểu nó sẽ là text area có name bằng short ESC. Chúng ta có class form to control. Phone chúng ta không cần quan tâm. Row chúng ta để ngắn thôi. Khoảng 4 dòng. Hết rồi, nhầm. Bấm nhầm. Đấy. Được chưa? Chúng ta hết cái cột thứ nhất đúng không? Hết cái cột thứ nhất. Đến cột thứ hai thì chúng ta côn 6 ở đây. Before control đây là ảnh sản phẩm. Đây là input file bằng file. Dạ, file bằng file. Còn name bằng image. Pass form to control. Không. Tiếp theo đến cái gì? Đánh giá. Đánh giá input type bằng grade. Tôi phải xem trong DB tôi mới biết được nó đúng hay không nhé. À, star các bạn nhé, không phải grade đâu. Star. Thay này là bằng number còn step 0.1 thì bằng star. Tiếp theo view lượt xem file bằng number không có step name bằng view USC. Yeah. Và dưới cùng chúng ta có một cái bit côn trừ 12 form group mô tả chi tiết và ở đây chúng ta có cái content detail chứ theo có row bằng 10 bằng 5 6 này tổng sẽ như này, giao diện chúng ta sẽ trông như này. Và dưới cùng nữa
Beat này có take write button file submit pass btn trừ info lưu. Đây là cái form của chúng ta. Nếu thích thì ở trên này chúng ta thêm một cái thẻ H3 vào đây. Thêm mới, tạo mới sản phẩm. Này. Được chưa? Đây nó là cái giao diện của mình. Cái giao diện mà mình sẽ build ra. Được chưa? Cái các bạn theo dõi đi nhá, để biết là hướng làm nó như nào, tôi xong rồi về nhà các bạn làm lại. Chứ chúng ta không 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 cốt theo tôi đâu, bởi vì chúng ta cốt rất là lâu. Được chưa? Thì trước khi đi xử lý cái logic cho cái phần này, mà thôi rồi xử lý logic cho phần này luôn nhé, thì chúng ta sẽ làm như nào. Ở đây tôi sẽ phải xử lý các cái vấn đề liên quan đến, thứ nhất là tên sản phẩm này, lưu thông tin này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là sử dụng cái eloquent model, cái lưu được cái dữ liệu từ cái form này như nào. Được chưa? Lưu ảnh như nào, đúng chưa? Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Sau đó là chúng ta sẽ, sau khi lưu xong thì chúng ta sẽ tiến hành là xử lý được cái việc là tối ưu cái giao diện này và cái khái niệm layout nó như nào. Tất nhiên trong buổi hôm nay chúng ta sẽ không giải quyết hết được bằng đấy tất cả vấn đề. Thì tôi tí nữa đến cuối giờ tôi sẽ check cho chúng ta xem là chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp, nhưng mà nó không theo lịch của trường, vào ngày nào và thời gian như nào. Và thống nhất cái thời gian thi và thời gian làm bài assignment của các bạn luôn, kể cả hình thức thi luôn. Được chưa? Thì các bạn cố gắng kiên nhẫn nhé. Bây giờ tiếp tục này. Bây giờ cái form này khi mà bấm nút submit này thì nó gửi dữ liệu đi đâu ạ? Các bạn nào trả lời được không? Gửi dữ liệu đi đâu? Gửi đến controller ạ. Sai. Gửi đi đâu? Gửi đến model ạ. Sai. Này là đang về HTTP cơ bản thôi. Gửi database ạ. Sai luôn. Nào, quên hết rồi. Database config. Sai luôn. Cái dữ liệu ở trong đây là trong thẻ gì? Cái dữ liệu trong thẻ gì? Trong thẻ input ạ. Sai. Dữ liệu của toàn bộ cái tập này cơ mà, toàn bộ cái đống này cơ mà, nằm trong thẻ gì? Thẻ form ạ. Đúng rồi, thẻ form. Thế action trong thẻ form có tác dụng gì? Đưa nó đến một cái trang đích ạ. Đúng rồi. Đây, thì chúng ta phải trả lời là khi chúng ta bấm cái button submit thì cái dữ liệu này sẽ được gửi đến cái đường dẫn là save as product. Thì nó mới đúng, đúng chưa? cái méo thì mà ở đấy mà được chưa? Cái action trong cái thẻ form này nó có ba cái thứ quan trọng, hai cái quan trọng nhất là action và method là hai cái quan trọng nhất, còn cái input type kia nó chỉ quan trọng khi và chỉ khi chúng ta up file lên thôi, hiểu chưa? Hiểu ạ. Rồi. Nóng quá. Thì bây giờ chúng ta có gì? Bây giờ khi bấm nút submit thì cái dữ liệu của form này sẽ được gửi hết lên cái đường dẫn là save as product. Ok chưa? Tôi nhắc lại đây lần thứ hai rồi nhá. Bây giờ cần thì ghi vào.
Thế bây giờ chúng ta lại phải quay ngược lại cái bài toán của chúng ta, cái dự án này của chúng ta ấy, đã có đường dẫn nào tên là Save as Product hay chưa? Chưa luôn ạ. Chưa đúng không? Chưa thì sao? Chưa thì phải tạo rồi ạ. Đúng rồi, chưa thì tạo ra, câu trả lời rất dễ. Đây, chúng ta mở cái index này ra. Chúng ta sẽ tạo ra một case mới. Đúng không? Đây là Save as Product. Dạ, bây giờ các bạn sẽ xử lý cái đường dẫn này ở trong controller nào? CTR bằng gì? Bằng gì? Product controller. Bằng new product controller. Tiếp theo, CTR bằng mũi tên đến cái gì? Thầy để là save form ạ. Rồi, save as. Được chưa? Và chúng ta break. Được chưa? Tôi sẽ làm, nhưng mà các bạn không cần phải làm theo tôi nhá. Tại giai đoạn này các bạn không cần phải làm theo tôi. Xem để về nhà các bạn làm lại. Được chưa? CFS này, bây giờ chúng ta thấy nó gạch chân, tức là cái hàm CFS này nó chưa có đúng không? Vâng. Đúng không? Bây giờ phải tạo ra đúng không? Đây, chúng ta lại có là public function CFS. Đúng chưa? Được chưa? Vâng. Rồi, bây giờ tôi có như sau, biến dollar request data bằng dollar gạch dưới post. Cái này thôi. Thì đố các bạn biết bây giờ tôi va đâm cái request data này ra, nó ra cái gì? Nó ra cái gì? Là dữ liệu ạ. Dữ liệu gì? Làm gì có dữ liệu không? Thì tí nó điền dữ liệu vào form rồi gửi. Nhưng quan trọng phải hình dung ra cái request data này nó là cái gì đã. Nó là một cái mạng dữ liệu gửi vào. Đúng rồi, dữ liệu của form gửi lên. Được chưa? Đây nha, chúng ta thử này. Reload trang cho chắc củ. Đây, ví dụ tên sản phẩm đây là sản phẩm. À, đây là giày vi tít. Được chưa? Danh mục thuộc loại là túi da. Giá sản phẩm là 2.000. Mô tả ngắn là giày đẹp. Ảnh sản phẩm đây. Kiếm một cái ảnh ở đấy. Nếu biết có ảnh không? Download này. Rồi, có ảnh nhá, đánh giá là 3, lượt xem là 200, chi tiết là chi tiết sản phẩm. Dạ, bây giờ submit lên nhá. Submit lên thì có phải là nó vào đây không? Có phải nó vào đây không? Đúng không? Rồi, đuổi. Đây. Thấy chưa? Đây, dữ liệu đây này, tôi sẽ echo ra. Thêm một cái thẻ free nữa. Chúng ta dễ nhìn. Đây. Name, get, price, short description, star, view, detail. Tuy nhiên nó thiếu cái ảnh đúng không? Vâng. Đâu nhỉ? Đấy. Input time, file name, image đây. Tại sao lại thiếu ảnh nhỉ? À? Có luôn. Sao nhỉ? Rồi, cái đấy chúng ta xử lý sau. Thì bây giờ chúng ta có cái request data, nó là cái dữ liệu của cái form gửi lên đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là kiểm tra nốt cái ảnh nó ở đâu. Ví dụ tôi có là img file bằng đô la gạch dưới gì để tìm được cái file up lên nhỉ? Đô la gạch dưới gì? File. Đúng rồi, đô la gạch dưới file và tên file là image như này đúng chưa? Đúng không? Nhưng mà như thầy còn chưa có file image hay sao ấy? Là cái gì? Em tưởng phải có file image để chụp ảnh. Thầy phải tạo một cái file ảnh ra chứ ạ? Hồi biết B1 là như thế à? Tại sao lại phải tạo file chứa ảnh như này nhỉ? Tạo một file chứa ảnh nữa. Bị giở người à? Tôi làm cho công xem. Vâng. Rồi đây. Đây có phải là file ảnh không? Đây là thông số cái file ảnh vừa mới up lên đây. Vâng, ok ạ. Thì ra có tên ảnh này, có kiểu ảnh này, có kiểu file này.
có cái nơi đang lưu trữ tạm thời này, có kích cỡ ảnh này, được chưa? Size là kích cỡ đấy. Ok chưa? Ok rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái việc thứ nhất là nếu có ảnh up lên thì lưu, thì lưu ảnh, được chưa? Được chưa? Bây giờ làm nào để lưu được cái ảnh này thì sẽ có như sau. Trong cái đống này tôi sẽ tạo ra thêm một cái thư mục nữa, tạo thêm một cái thư mục nữa tên là public, được chưa? Trong thư mục public này tôi sẽ tạo ra một cái thư mục tên là upload, được chưa? Và tất cả những cái ảnh của tôi up lên nó sẽ vào đây, vào trong cái thư mục upload này, có được không? Đây thì ý em là như thế đây, chưa có một cái file để tạo thư mục. Tạo thư mục thì có cái vẹo gì đâu, tạo lúc nào chả được, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ phân quyền cho cái thư mục này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ lưu nhá. Thế bây giờ lưu kiểu gì? Còn ai còn nhớ lưu không? Nếu cái gì? IMG file có cái size lớn hơn không? Tức là có ảnh lên, bởi vì nếu mà không có ảnh lên thì size nó sẽ bằng không. Được chưa? Nếu mà size lớn hơn không thì là có file được gửi lên. Thì chúng ta sẽ có một cái file name bằng cái gì? Unique ID cộng chuỗi với lại dấu gạch ngang cộng với lại cái IMG file ở cột name, tức là tôi giữ nguyên tên ảnh gốc cộng với thêm một cái mã số do tôi tự sinh ra nữa. Cái mã số này thì không bao giờ bị trùng bởi nó sinh ra theo thời gian, tính theo mili giây. Dạ. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Cái gì? Làm gì để lưu nhỉ? Move upload ạ. Move upload file từ cái img file gì? Gì? Img file sang đâu ạ? Sang public upload. Sang đường dẫn là public hay chấm sược public sược upload, đúng chưa? Cộng chuỗi với file name. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Ở trên này chúng ta sẽ có thêm một cái biến là $filename bằng string rỗng. Dạ. Đấy là xử lý xong file nhá. Bây giờ tôi tiến hành va đâm này. Va đâm ra filename này. Chúng ta sẽ biết là chúng ta có upload thành công hay không. Đây. Kéo được. Sao nhỉ? Nó lưu ở đâu? Back lại này. Reload trang này. Đó. Sao nó không lưu nhỉ? Thế cái file đấy ở đâu nhỉ? Thế lên DB xem nó vào DB chưa? Đã lưu vào DB đâu mà vào. À, sao không hiển thị nhỉ? Public này, upload này. Chờ tôi chút để tôi xem lại cái đường dẫn này xem có cái gì sai không. Move upload the file public upload. À đây, thiếu dấu sược. Lỗi các bạn, nó không sai. Đều có này, lừa đảo sao nhỉ? Public này, public upload hay viết sai chính tả nhỉ? Public này sược upload sược file name. Lừa đảo nhỉ? Ừ đã. Thế
Thì phải lấy cái lên lúc mới đầu chứ ạ? Gì? Tham số đầu tiên của cái mu ạ. Là sao? Là lấy cái mà gì ạ? Famerg chấm cái TMP. TMP. Sorry, cảm ơn bạn. Tôi quên mất. Đúng. Đéo có. IMG file AP TMP name à? Thầy ơi, hay thầy sử dụng cái file này em search trên mạng xem được. Đâu thầy phải lấy cái tên đâu ạ? Được rồi. Quên lâu không làm này quên. Là TMP name. Khổ lắm. Nhưng mà cái TMP nó là ý nghĩa gì đấy ạ? Template tức là lưu trữ tạm thời ấy. Giờ đường dẫn lưu trữ tạm thời. Thì đây, chúng ta có cái file name bằng cái đường dẫn như này. Public upload này. Đây cái đoạn này là unique ID này. Giờ, đây là tên file gốc này. Giờ thế là tôi đã up thành công rồi nhá. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lưu. Giờ lưu như nào? Chúng ta mở cái model ra, chúng ta sẽ có một cái thuộc tính là đô la public à. Đúng rồi, public đô la finable bằng một cái mảng. Trong cái mảng này các bạn viết ra tên các cái cột ở trong database. Đây, các cột này. Name, get, price, tức là những cái cột nào mà chúng ta phin thẳng dữ liệu từ cái form vào trong cái model. Được chưa? Đây nhá, ví dụ tôi sẽ viết cái đoạn lưu bình thường cho các bạn coi này. Sẽ có như sau. Chúng ta có đô la model bằng new product. Bằng new product. Tất nhiên ở đây chúng ta sẽ phải use thêm cái product ở đây nữa. Dạ, bằng new product. Dạ, sau đó chúng ta model mũi tên đến name bằng request data ở cột name. Tiếp theo, nhân lên mấy cái. Ví dụ, thì ở đây chúng ta có name này, xong rồi đến là get ID. Ở dưới này chúng ta có cột là price. Đúng rồi, đây cột price đây. Xong đến short description. Short DSC. Tiếp theo là đến detail. Tiếp theo là đến, vì sao tôi không nhét emit vào để tí nữa nhá. Tiếp theo là đến star và view. Đây. À. Và views. Được chưa? Đây là những cái dữ liệu chúng ta tạo ra một thực thể mới này, gán giá trị của form cho các thuộc tính. Các thuộc tính này tương đương với lại các cái cột trong database. Được chưa? Dạ. Còn thuộc tính cuối cùng là model mũi tên đến image bằng là file anh em. Dạ. Bây giờ cái model, cái thực thể mới này của chúng ta đã có đầy đủ các thông tin. Ok chưa? Đầy đủ các dữ liệu để có thể là phin vào trong database. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có là đô la model mũi tên đến save. Thế là lưu. Và chúng ta có header location về chấm sửa. Như này. Và tôi xóa cái mẹ cái đoạn này đi. Nhá. À, quay lại. Reload này. Đây là BTS Hunter. Danh mục là Skinny Jean, cả sản phẩm là 12.200. Dày xị, ví dụ thế, chọn cái ảnh. Đó, sao mình cứ chọn đi chọn lại một cái ảnh này vậy? Đánh giá là 4 sao, lượt xem là 200. Dạ, view. Database này. Edit Hunter này, public này. 200 này, dày này, dày xịn này, 4 sao này. View này. Được chưa? Lưu chưa? Đúng rồi ạ. Nhưng mà thì lưu ở đây nó có cái gì?
Để thực hiện câu lệnh insert giống như hôm trước tôi nói cái lô quần ấy, thực hiện insert thì chúng ta model bằng new product. Được chưa? Model bằng new product. Sau đó điền đầy đủ thông tin các cái cột trong database yêu cầu bằng những cái dữ liệu các bạn được người dùng nhập vào như này. Được chưa? Cái đặt ảnh thì nó có hơi có đặc biệt một tí, ảnh là chúng ta lưu đường dẫn ảnh thì chúng ta không lưu cả file ảnh. Được chưa? Do đó là chúng ta phải biến đổi từ cái file người ta up lên chuyển thành cái đường dẫn ảnh. Sau khi đã được lưu trữ thì chúng ta mới gán cho cái thuộc tính image của cái model này, sau chúng ta lưu được. Được chưa? Thì đây là cái quy trình bình thường. Được chưa? Đây là quy trình normal, quy trình bình thường. Quy trình bình thường và là gán các giá trị của form cho các thuộc tính của instance. Của instance đại diện cho instance này, các thuộc tính phải trùng tên với các cột trong bảng mà model đại diện. Chưa? Đây là cách bình thường. Ok chưa? Nhưng mà nếu mà như này các bạn hãy tưởng tượng có một cái bảng nào đấy hay nhiều, sau này các bạn làm dự án thật thì các cái bảng nó không chỉ có bằng này cái cột đâu. Nó có 20, 50, 60, 70 các cái cột ở trong một bảng. Thì các bạn làm nào? Viết 70 dòng như này à? Ui thế thì công nghiệp quá. Đúng không? Viết thế thì gãy mẹ tay luôn. Do đó người ta nghĩ ra một cái cách thông minh hơn. Tác dụng y nguyên như này, nó không khác mẹ gì cả. Nhưng chúng ta viết chỉ một dòng nữa thôi. À hai dòng nữa rồi là xong rồi. Đó là người ta tạo ra cái thuộc tính là phi, một cái này là chỉ trong eloquent hiện tại mới có nha. Các cái model khác chưa có, nên các bạn có thể kiểm tra các cái framework khác nếu sau này các bạn dùng. Thì chúng ta có cái thuộc, người ta viết sẵn cho chúng ta cái thuộc tính là finable. Bây giờ chúng ta chỉ việc là tùy biến nó thôi. Thì bây giờ tùy biến bằng cách nào? Chúng ta bê hết toàn bộ các cái cột này vào. Name, get, price. Đây, name này. Đây, tôi đặt ở đây này. Name này. Get ID này. Đấy, get ID này. Đấy, price này. Đấy, price. Thế cái này có phải sắp xếp cho đúng thứ tự của database không? Không. Miễn đúng tên là được. Không cần thiết phải cái nào trước cái nào sau đâu. Rồi, bị chết mẹ, bị tiêu này. A này. Mình toàn quên dấu phẩy. Và view. Được chưa? Thế này thôi. Thế này xong. Và bây giờ chúng ta sẽ comment hết cái đống này vào. Chúng ta viết cái gì? Chúng ta có cái model mũi tên đến fin $request data. Không, còn cái đoạn này chúng ta không thể thay đổi được. Được chưa? Cái đoạn này chúng ta bắt buộc phải dùng vẫn như y như cũ, nhưng mà chúng ta bớt ngắn được 1 2 3 4 5 6 7 dòng. Chuyển con một dòng và bên này một dòng nữa là hai dòng. Được chưa? Và bây giờ chúng ta làm lại xem kết quả nó có tương tự không hay không. Thêm sản phẩm. À, cái gì nhỉ? Giấy một đi ạ. Cái gì? iPhone 12. Ví dụ thế. Thuộc túi da. Giá sản phẩm là 5.000. Mô tả ngắn là hàng Trung Quốc. Như thế. Cái Trung Quốc nội địa. Như vậy. Đây, lưu. Đây. Dữ liệu đây. Được chưa? Xong. Xong chưa các bạn ơi? Đấy là ý nghĩa của hàm fin. Nhá. Hàm fin và nó liên quan thế nào đến cái thuộc tính finable. Đó, thì hôm nay về các bạn tiến hành là làm lại
cái việc thêm sửa xóa, tất nhiên là cái việc hiển thị các bạn cũng phải sửa lại cho nó hợp mắt, được chưa? Thì các bạn làm lại giúp tôi cái việc thêm sửa xóa dữ liệu ở trong cái bảng product cũng như là bảng category. Làm đến đâu phải làm hai cái luôn nhá, được chưa? Thêm sửa xóa bằng cái project này cho bảng product, bảng category, được chưa? Buổi tới tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm phần edit, được chưa? Hướng dẫn các bạn làm phần edit thì các bạn lại làm edit cho cả product và cả category, được chưa? Và cuối cùng là delete. Đấy, thì là hướng dẫn các bạn, thì các bạn phải làm song song, được chưa? Còn thời gian chúng ta sẽ học, bởi vì thời gian nhà trường cho chúng ta ngồi với nhau như này thì là đến hôm nay, buổi hôm nay là buổi cuối cùng, được chưa? Buổi hôm nay là buổi cuối cùng thì chúng ta sẽ phải sắp xếp lịch với nhau trong các buổi tới làm nào để cho nó kết thúc một cách nhanh chóng nhất, được chưa? Bởi vì chúng ta cũng sắp đến ngày thi rồi và cũng sắp đến ngày nghỉ, chúng ta không gặp nhau được nữa, được chưa? Thì chúng ta sẽ sắp xếp lịch như sau. Ngày mai luôn thì chúng ta sẽ học K1, được không? Được ạ. Được. Từ từ mọi người cùng nói chưa? Được chưa? Được. Báo thôi, còn ai học thì học. Được chưa? Tức là từ giờ, hôm nay là ngày 28 rồi. Ngày 28 thì chúng ta sẽ học liên tục thêm 2 ngày nữa, là ngày 29 và ngày 30. Được không? Tất nhiên là hai cái ngày 29-30 sẽ không điểm danh, sẽ không có linh điểm danh, và tôi cũng sẽ không được tính tiền hai cái buổi đấy đâu. Nên là tôi hy sinh, các bạn cũng phải hy sinh. Chứ nếu mà như tình trạng hiện tại là chúng ta sẽ không kịp được nhá. Cho nên là sáng ngày mai và sáng ngày kia chúng ta sẽ cố gắng để kết thúc. Sau đó tôi sẽ cho các bạn đến ngày mùng 4 để làm bài assignment, được không? Được ạ. Ok nhá. Được ạ. Sao đâu thầy ạ? Sai phải chịu ạ. Rồi ok nhá. Không được gì cả. Cùng làm thôi. Tôi sẽ đẩy code lên GitHub. À đẩy rồi. Các bạn check trên GitHub nhá, và chúng ta sẽ có một bộ video nữa. Rồi, điểm danh. Vĩ Khánh này, có không? Văn Hoàng, Thế Anh, Trần Thế Anh, Thu Tú, Minh Tiến, Nguyễn Minh Tiến, Tuấn Long, Thu Quang, Trung Dũng, Thành Trung vắng này, Bá Vinh, Trung Đức, Hồng Minh, Minh Quang, Thu Kiều, Trường Nam, Ngô Thủy, Bùi Văn Nam, Cấn Khả Duy, Hoàng Tiến Đạt, Tạ Bích Thảo, Lê Văn Thắng, Nguyễn Viết Đạt, Đỗ Đức Hoàng, Nguyễn Cao Cường, Đỗ Thành Luân, Phạm Quỳnh Trang, Lê Khả Nam, Vũ Ngọc Tú, Lê Viết Huy, Phạm Thị Ngọc Khánh, Vương Chí Hiệp, Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thanh Tuấn, Dương Đình Linh. Rồi nha Vinh ơi. Dạ. Nhắc cả lớp là sang kỳ sau à? Kỳ summer ấy thì là chúng ta học PP3 đúng không? Đúng ạ. Nhắc các bạn luôn là nếu mà bạn nào chưa nắm được phần OP, ít nhất là phải nắm được phần OP thì mới học được PP3 nhá. Nếu mà chưa nắm được PP3, chưa nắm được OP thì bảo các bạn là không học môn PP3 vội. Được chưa? Mà phải hoàn thành cái môn PP2 này trước thì các bạn mới học được môn PP3. Đấy,
tôi chỉ nhắn thế thôi, chứ còn nếu mà chúng ta không không nắm được cái cốt lõi của môn PP2 ấy, thì lên PP3 chúng ta học chỉ phí tiền thôi. Được chưa? Vâng. Đấy, nhắc các bạn thế. Rồi ok, hôm nay chúng ta đến đây thôi. Về